Từ trước nay thì người ta chỉ nói đến sầu ly hương, hận ly hương thôi, không ai nói đến hỷ ly hương bao giờ. Ra đi là một cái sự lựa chọn có thể nói là khó khăn nhất trong cuộc đời của tôi. Tôi có thể khẳng định rằng là tôi và những bạn bè tranh đấu của tôi, tranh đấu cho cái đất nước Việt Nam thì vẫn luôn luôn ở trong một cái tư thế con tin của nhà nước để mà cho họ đổi trác với các cái quốc gia khác về các cái hoạt động ngoại giao. Không có gì cay đắng bằng việc nhân dân của một quốc gia luôn bị đem ra để mà sử dụng như một con tin để mà trao đổi cho cái quyền lợi và mục đích của một nhóm thiểu số cầm quyền. Còn việc họ chọn tôi hay chọn Đoan Trang hay là chọn bất cứ ai trong một thời điểm nào đó, cho một mục đích nào đó thì chắc chắn đều nằm trong cái tính toán của họ. Thật khó mà diễn tả cái khoảnh khắc mà tôi bước chân lên máy bay. Chỉ biết là đó là khoảnh khắc không bao giờ quên được. Tôi đi không từ biệt ai, không một cái ôm an ủi của người thân ruột thịt. Tiễn tôi là nhân viên của IOM, tổ chức IOM, và viên chức chính trị của Tòa lãnh sự quán Hoa Kỳ. Và hôm nay thì trên đất Mỹ, tôi nhớ về những cái biến cố cuộc đời mình đã trải qua. Tôi nhớ nhà, nhớ gia đình mình, nhớ ruột thịt, anh em, bạn bè, nhớ những niềm vui, nỗi buồn. Và tôi nhớ những người đồng chí hướng của tôi, nhất là những người mà đang ở tù và có thể là những người sắp vào tù. Và tôi nghĩ đến cuộc ra đi của tôi nghĩ đến cuộc ra đi của tất cả những người mang tên Việt Nam. Tôi đến Mỹ với tất cả những cái sự bỡ ngỡ ở một cái tuổi rất là khó hội nhập. Nhưng mà tất nhiên không còn cách nào khác là phải gồng mình lên cố gắng thôi. Vì cái tương lai phía trước của mình, chừng nào mình còn sống thì mình còn phải cố gắng. Và nhất là khi đó tôi lại đang có con nhỏ, con tôi hôm nay có hơn 5 tuổi, rất là nhỏ. Một số người bạn của tôi bằng tuổi tôi, cỡ tuổi tôi hoặc là hơn tôi 1-2 tuổi, họ đã có cháu, một bà. Và bây giờ con tôi rất là nhỏ. Và sang Mỹ thì tôi nghĩ là tôi như tất cả những người mới qua đây thôi, đều đầu tiên là tôi lại rất là dở, mà tôi không nói được tiếng Anh, cho nên là việc đầu tiên tôi phải học tiếng Anh này, rồi học lái xe, rồi lo việc làm, lo xin học cho con, rồi lo các cái thủ tục giấy tờ này kia, và để mà có một cái cuộc sống hội nhập ở bên này. Đấu tranh, điều mà mọi người vẫn hay nói tới, tôi nghĩ đó chính là cái cách mà mỗi con người Việt Nam đều đứng lên để phản ứng với những cái ác, những cái xấu đang tồn tại trên đất nước này. Mà tiếc rằng là cái ác trên đất nước này nó quá mạnh. Nó mạnh đến mức độ nó đủ để trấn áp mọi tiếng nói của lẽ phải và sự thật. Ở hành trang tôi vừa mang đi là nhiều nỗi buồn, bởi vì thực sự là tôi đã nói rồi, đây là một cái lựa chọn, đây là một cái quyết định lớn nhất và khó khăn nhất trong cuộc đời của tôi. Và hành trang của tôi là đất nước Việt Nam khổ đau, một đất nước Việt Nam tàn tạ. Những người bạn của tôi, những người anh em của tôi, những người đồng chí hướng của tôi lần lượt vào tù, và sẽ có nhiều người nó bị bắt. Và hành trang của tôi chính là sự yêu thương, sự hướng về, và tôi sẽ hướng về quê hương của mình, và sẽ mong rằng ngoài cái việc mà tôi có thể lo cho cái cuộc sống gia đình riêng tư của mình, tôi tự đáy lòng mình tôi rất là muốn vẫn tiếp tục đóng góp một phần công sức nhỏ bé của mình và sự đổi thay của đất nước.